Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta đã bảo các ngươi rằng các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai ta. Vậy ý của Cha Đấng đã sai ta là hễ sự gì người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đến trần gian là để thi hành thánh ý Chúa Cha, cứu độ và ban cho họ sự sống muôn đời cho con người. Tuy nhiên, chỉ những ai đến và tin nhận Ngài là Đấng Thiên Sai, là bánh bởi trời mới đáng hưởng sự sống trường sinh mà Ngài mang đến. Để giúp dân chúng hiểu về thứ bánh trường sinh là chính Chúa, Chúa Giêsu đã mặc khải cho họ biết về nguồn gốc, mục đích và ý nghĩa về Ngài. Tôi từ trời mà xuống, để minh chứng rằng nếu ngày xưa Thiên Chúa ban manna từ trời xuống, thì ngày nay Thiên Chúa cũng ban Chúa Giêsu xuống từ trời. Như thế, Chúa Giêsu chính là bánh bởi trời. Nếu xưa kia mục đích Thiên Chúa ban manna là để làm lương thực nuôi tất cả dân Do Thái lưu lạc trong sa mạc, thì ngày nay Chúa Giêsu cũng cho biết mục đích Ngài đến sa mạc trần gian cũng là để thi hành ý Cha, nuôi sống tất cả mọi người, không để mất một ai. Nếu xưa kia trong sa mạc dân chúng đã tin vào Thiên Chúa và nghe lời Môi-se xem manna là bánh nuôi sống họ trên đường về đất hứa, thì hôm nay Chúa Giêsu cũng mời gọi họ đón nhận và tin vào Ngài chính là tấm bánh trường sinh nuôi dưỡng và thêm sức để họ tiến về quê trời mà Chúa hứa ban. Khi Chúa Giêsu khẳng định chính tôi là bánh trường sinh, Ngài muốn quả quyết rằng chỉ duy mình Ngài mới là lương thực và là sự sống cho mọi người, vì chính Ngài là Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và thông ban sự sống cho muôn loài. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống trần gian và sự sống đời đời. Sự sống trần gian được nuôi dưỡng bằng manna và cơm bánh, sự sống đời đời phải được nuôi dưỡng bằng mình Thánh Chúa. Chúa chính là nguồn sống và là Đấng ban sự sống đời đời. Xin cho chúng ta biết gắn bó mật thiết với Chúa qua việc tin nhận Thánh Thể Chúa vào lòng, để chính nguồn sự sống đời đời của Chúa nuôi dưỡng chúng ta.